Xin chào các bác. Tiếp tục em lên cho các bác một con máy massage nhá. Ủi con này massage sướng lắm các bác ạ. Bác nào nói thật với các bác nào mà chân tay tê bì nhức mỏi ấy, hay là mà bị đau cơ đau bắp ấy, nói thật các bác cứ chơi con này cho em. Đấy, con này nó là massage cả đùi các bác, massage đùi này, massage bắp chân này, cổ chân này, bàn chân. Nói chung là con này nó sướng các bác, em ngồi thử rồi. Em ngồi mấy lần rồi các bạn, sướng lắm đây. Đây thì nó là hai cái để massage đùi này. Tức là các bác sẽ ngồi vào ghế nhá. Các bác ngồi vào ghế xong rồi cho đùi vào đây. Đây, cho đùi vào đây. Sau đó kẹp cái này vào. Đấy, cho chân vào đây. Sướng lắm các bác ạ. Sướng sướng tê người luôn đấy. Nó kiểu nó massage bằng hơi các bạn, chứ không phải massage bằng cái kiểu như là bằng cái con lăn mà nó cơ cơ đâu. Cái con massage cơ bằng lăn nó là bây giờ nó là nỗi thời rồi các bác ạ. Bây giờ phải chơi massage bằng hơi các bạn. Tức là nó sẽ dùng gì? Nó sẽ bơm khí vào đây các bác nhá. Bơm khí vào đây. Nó tác động bằng khí. Các bác nhá, cứ hai cái này nó bóp lực vào. Sau nó dưới nó nhả ra, trên nó bóp. Sau đùi cũng vậy. Sướng lắm các bạn, cái cơ chế của nó hoạt động nó kiểu nó cái cách nguyên lý hoạt động thì nó đơn giản, nhưng khi mà nó tác động vào chân tay nó lại sướng. Đấy các bạn. Tức là nó cái gì đó nó không cần phải gọi là cao siêu, nhưng mà nó đơn giản thôi nhưng mà nó hiệu quả. Em kiểu là hay ngồi mà, em nhà em bán đồ âm thanh mà em hay phải ngồi, cứ phải ngồi quay video này. Thế nhiều khi là ngồi kiểu chân tay nó có hay bị tê các bác. Nói thì kiểu như nói phét, như nói dối các bác. Ở mấy tuổi danh mà đã làm gì mà tê chân tê tay. Tao, nhiều bác bảo tao đến tận 80 đến 90 tuổi đây mà tao vẫn còn đi xuống nhà mày mua đồ âm thanh rồi mua các kiểu được. Mà tao còn chưa tê mà mày đã tê. Bởi vì như này các bác, tức là các bác có tuổi nhưng mà các bác hay kiểu vận động ấy. Các bác đi lại rồi các bác tập thể dục này nọ các kiểu. Như bọn em thanh niên trẻ mà lười chủ quan đấy các bác. Nhiều khi là đi làm này xong là về lại ngồi y ra các bác. Lại cứ ngồi bấm điện thoại, lên giường nằm ăn xong rồi lên giường nằm điện thoại. Thế nhiều khi là nó không vận động, lười vận động. Các bác ra đường, các bác ra các công viên mà xem. Toàn người già tập tuổi, tức là người có tuổi là đi tập thể dục chứ. Thanh niên trẻ rồi các thứ làm gì có mấy khi có người đâu. Có nhưng mà nó rất ít. Ví dụ như là 100 các bác thì may ra mới có một người thanh niên trẻ. Đấy. Nó lười vận động thì nhiều khi bọn em cứ ngồi đây nhiều xong là cộng thêm về nhà lại ngồi nhà ấy các bác nằm ấy. Thế đông quanh là cũng lười vận động. Chân tay nó tê các bác, nó tê lắm. Nhiều lúc mà em chỉ cần ngồi tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi là kiểu đứng dậy là chân nó không đi nổi luôn, nó tê luôn ấy. Thế là ngồi vào đây thử một lúc thế là nó kiểu nó bóp cho các bác, nó giãn mạch rồi mà. Nó giãn mạch máu ra nên là máu nó lưu thông được. Nên lúc nó nhẹ hết cả chân luôn các bác. Đấy. Không phải em nói hay mà em bán hàng, đây là cái đây không phải em nói hay mà em bán nhá. Mà đây nó là cái trải nghiệm thực tế. Đấy, em trải nghiệm thực tế, em mới mách các bác. Chứ không lúc về các bác mà làm theo lúc mà nó không đúng như lời em nói về, các bác sẽ đập vào mặt cho, đúng không ạ? Cứ bốc phét từ lúc mà bán nó không giống như mà quảng cáo về, các bác sẽ chửi cho, đúng không các bác? Đấy, thế nên là em nói là cái gì là em chia sẻ thật. Là em có ngồi thử là chân nó mỏi thực sự luôn. Thì ngồi chỉ có một bài tập của nó thôi, 15 phút thôi là nó nhẹ lắm các bác. Chân nó lại ngon lành cành đào. Đấy là em còn chưa bóp thuốc bóp ấy nhá. Mà theo em tìm hiểu được là cái con máy này này, nó là gọi là con máy massage trị liệu. Tên, tức là cái tên gọi của nó ấy. Đấy, cái tên của nó ấy, nó gọi là con máy massage trị liệu. Theo đúng cái tên của Nhật, dịch ra, chữ Nhật dịch ra nó là máy massage trị liệu. Đấy, và em có đọc những cái bài viết, cái bài chia sẻ của những cái bác mà người Việt mình ở bên Nhật chia sẻ. Và những cái người Nhật, người ta có viết trên diễn đàn. Và em có dùng cái phần mềm dịch ra thì được rất là nhiều người thích các bạn. Rất là nhiều người thích cái dòng này. Nó massage nó hiệu quả các bạn. Nó dùng hơi. Các bác cứ hình dung nhá. Bác nào đã từng đo bằng cái máy huyết áp chưa? Các bác đã dùng máy huyết áp bao giờ chưa? Đấy. Thì cái cơ chế của máy huyết áp là gì? Nó sẽ đưa lén hơi nó thổi vào xong nó bóp tay của các bác, đúng không? Nhưng mà con này nó cũng áp dụng cái cơ chế như vậy. Nhưng mà nó không bóp theo kiểu là nó chẹt tay lại, mà nó bóp nhả, nói chung nó sướng lắm các bác. Khi các bác ngồi các bác mới cảm nhận được, chứ còn em tả như này nhiều khi là các bác sẽ không hình dung được đâu. Không hình dung được cái độ sướng của nó. Đây là một con hàng nội địa Nhật. Đấy, massage trị liệu, nó gọi là con máy massage trị liệu. Nghe cái tên thôi là thì nó cái gì đó mà nó nhẹ nhàng, đúng không các bác? Massage trị liệu tức là những cái bệnh mà đau nhức xương khớp, đau mỏi chân tay. Đấy, hay là bác nào mà chân bị gút, hay là bác nào mà gút là phải uống thuốc rồi. Nhưng mà mình có những cái con này nó hỗ trợ vào nữa thì lại càng tốt. Để nó giảm đau đi. Và bác nào mà giãn tĩnh mạch ấy, nhất là bác nào giãn tĩnh mạch thì theo em đọc được thì đây là những cái con mà nó giúp cho là gì ạ? Cái tĩnh mạch của các bác nó lưu thông máu tốt hơn. Đấy. Nghe thì vô lý đúng không ạ? Bóp thì nó sẽ làm tắc đi chứ làm gì có chuyện. Nhưng mà
nó bóp là nó bóp bằng hơi, chứ nó không phải bóp bằng con lăn như các cái dòng máy khác. Các dòng máy khác nó dùng con lăn nó tác động, nó sẽ làm chân mình thậm chí nó còn đau cơ. Còn con này nó làm bằng hơi thì nó tác động ở mức độ co bóp đủ độ vừa phải, làm lưu thông mạch máu mà lại giảm tê vì chân tay mà nó vẫn nhẹ nhàng. Thì đấy là cái hay mà nó mang lại. À, con này thì thị trường người ta đang bán là đâu đấy là 6 triệu 9 hay là 7 triệu rưỡi các bạn. Còn máy mới của nó em thấy là toàn là hơn 9 triệu. Đấy là máy mới các bạn nhá. Máy mới 100% đấy, hàng nguyên thùng, là nhập khẩu trực tiếp từ Nhật về. Đấy, thì là giá của nó là hơn 9 triệu, chưa tính tiền vận chuyển. Vận chuyển của nó như là 1 triệu mấy. Tại vì những con hàng này nó sẽ tính là hàng mới thì nó tính phí cao lắm các bạn. Hàng mới nó tính phí vận chuyển nó khác hẳn so với hàng bãi nhá. Đấy, thì những con này nhà em nhập nó là hàng bãi nhưng mà nó đẹp, hàng bãi đấu mạng nó đẹp. Thì như con này nhà em đang bán có 5 triệu 9 thôi. Đấy, nghe thì vô lý đúng không các bác? Mới bán hơn 9 triệu mà cũ lại bán có 5 triệu 9, bởi vì là đây là hàng bãi và nhập theo công nó khác các bác nhá. Nhập theo công nó đóng tất cả vào một công thôi các bác. Đấy, thì là giá chi phí nó rẻ lắm. Đấy, thì em bán con này đang có 5 triệu 9 thôi. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video từ đây.